Cái này chào các bác yêu lan nhé. Hôm nay lên một số những cái giỏ lan có thể vườn nhé. Đầu tiên lên các bác là một giỏ phi điệp vàng. Có một giỏ duy nhất đây các bác nhé. Các bác cứ chốt phi điệp vàng 200.000 đồng các bác nhé. 200.000 đồng một giỏ phi điệp vàng như này. Tiếp theo đây các bác một số giỏ đùi gà tròn Lai Châu. Một mặt hoa thì rất là đẹp các bác. Đùi gà tròn các bác nhé. Giỏ này thì em làm hoa nó đã sưng lụ rồi các bác nhá, đang sưng lụ khá là to đây rồi. Đùi gà tròn mã số 6 250.000 đồng. Mã số 6 đùi gà tròn Lai Châu ở trên chậu sứ này các bác nhá, 250.000 đồng. Mã số 3 của đùi gà tròn. Mã số 3 đùi gà tròn 200.000 đồng một giỏ như này. 200.000 đồng mã số 3 các bác nhé. Tiếp theo nữa các bác, một giỏ đùi gà này, giỏ này đang lụ các bác nhá. Đang bắt đầu lụ đây ạ. Đang lụ to tướng này các bác này. Đùi gà mã số 55 280.000 đồng. Đây là toàn bộ là thân tơ các bác nhá, những thân cho hoa. Mã số 55 280.000 đồng đùi gà tròn Lai Châu. Tiếp theo đây các bác một giỏ đùi gà tròn nữa, mã số 56 320.000 đồng. Giỏ này thì rất nhiều thân tơ các bác. Chi chít thân tơ luôn. Mã số 56 330.000 đồng. Tiếp theo đây các bác một số giỏ đùi gà lăm canh trắng hoặc ba trầu các bác nhé. Một mặt hoa thì rất đáng sưu tầm. Đây, lụ đây các bác nhé. Giỏ này em đang làm lụ đấy các bác nhé, đang có mấy lụ này. Giỏ này đang mấy lụ. Ba thân này, thân dài của nó là 30 cm. Mã số 10 650.000 đồng. Đùi gà lăm cánh trắng hoặc ba trầu các bác nhé. Hoa của nó thì quá đẹp. Hoa của nó là cánh nó đỏ và cánh nó trắng, họng nó đỏ các bác nhé. Em lên tiếp một giỏ đùi gà tròn nữa. Giỏ này toàn thân hoa này các bác này. Mã số 34, giỏ này 450.000 đồng. Mã số 34, 450.000 đồng, đùi gà tròn Lai Châu. Các bác nào muốn làm hoa thì lấy rồi về báo em làm hoa cho các bác nhé. Làm hoa cho các bác chơi luôn. Tiếp theo đây các bác một số giỏ kiều vàng, mã số 7, 280.000 đồng. Kiều vàng, hàng đã thuần như này các bác nhé. Thuần chắc chắn rồi. Mã số 7 280.000 đồng. Kiều vàng. Một giỏ kiều vàng tiếp theo mã số 8 cũng 280.000 đồng. Kiều vàng mã số 8 280.000 đồng. Tiếp theo nên các bác một giỏ thập hoa trắng tinh các bác nhá. Mã số 39 400.000 đồng. Thập hoa trắng các bác nhé. Trắng muốt muồn luôn các bác. 400.000 đồng. Em lên tiếp một chậu đùi gà lăm cánh trắng hồng ba chầu các bác nhé. Lăm cánh trắng ba chầu mã số 13 750.000 đồng. Thân này quá mập các bác này. Thân là rất là mập luôn, hai thân dài này của nó là bao nhiêu sen? 40. Thân dài của nó là hơn 40 sen. Thân vừa nó là 40 sen, những cái thân ngắn ngắn hơn. Hai mầm gốc này. Ba thân hoa hai mầm gốc đó nhá. 750.000 đồng. Đây các bác ở quế trắng tháng 8 các bác nhá. Quế trắng tháng 8 mã số 52 200.000 đồng, quế trắng tháng 8. Mã số 52 200.000 đồng. Em đây các bác một giỏ sơn thủy tiên. Một giỏ sơn thủy tiên 250.000 đồng, sơn thủy tiên các bác nhé. Toàn bộ là thân hoa này các bác này. 250.000 đồng sơn thủy tiên. Tiếp theo đây các bác một số giỏ đuôi chồn Lai Châu. Một mặt hoa thì rất đẹp các bạn. Mã số 43 300.000 đồng.
dáng hương đuôi tròn Lai Châu các bác nhá. Mã số 43 300.000 đồng. Cái này ghép vào gỗ dớn các bạn. Ghép vào dớn này thì nó rất là đỗ nước lên là các bác không phải tưới nhiều các bác nhá. Một giỏ đuôi tròn tiếp theo mã số 42 550.000 đồng. Giỏ này rất nhiều cây các bạn. Mười mấy cây đấy. Mã số 42 550.000 đồng. Đây mặt sau của nó thuần như này các bác nhá. Ôm chắc vào đằng sau rồi. Một giỏ đuôi tròn tiếp theo mã số 1, giỏ này 500.000 đồng các bác nhá. Giỏ này thì rất là đều cây này. Cây đều cây đẹp. Mã số 1 500.000 đồng. Đuôi tròn Lai Châu. Giỏ tròn tiếp theo. Giỏ này có 9 cây các bác nhá. Các bác cứ chốt theo cái số cây thôi nhá. Nó bị rách mất số rồi. Giỏ tròn 9 cây này 300.000 đồng các bác nhá. 300.000 đồng. Cây rất là đẹp. Tiếp theo này các bác, một số giỏ tam bảo sắc. Giá hương tam bảo sắc mã số 45 500.000 đồng. Một giỏ tam bảo sắc như này. Nói ra cho hoa vào tháng 4 các bác nhá. Cái dòng này thì hoa nó quá là thơm các bạn. Dòng này ra hoa thì rất là thơm luôn, hàng đã thuần rồi. Người ta vẫn gọi là quế tháng 4 đó, vẫn là nó các bác nhá. Quế tháng 4 và quế tháng 8 thôi, nó chỉ có vậy thôi. Nó chính ra nó là tam bảo sắc. Hoa thì rất là thơm. Cho hoa vào tháng 4 các bác nhá. Dòng này rất nhiều cây các bạn. Mã số 45 500.000 đồng. Tam bảo sắc. Mời các bác đến một giỏ tam bảo sắc siêu khủng đó nhá. Rồi, rất là to luôn các bạn. Em phải treo xa các bác nhìn thấy hết này. Như này các bác nhá. Rất là đẹp luôn. Trụ này các bác nhá. Em bán cho các bác với giá là 700.000 đồng mã số 47. Mã số 47. Giá hương tam bảo sắc các bác nhá. Như này các bác nhìn nó biết nó khủng như nào. Cái trụ này nó cao 20 40. Trụ cao 50 cm các bác nhá. Trụ cao 50 cm. Đẹp như này các bác nhá. Đấy các bác về như này xong đến lúc nó buông hết hoa ra thì thực sự mà nói cái giò này thì nó hoa nó quá đẹp các bạn. Và hoa thì nó thơm lức hết rồi. Các bác chỉ cần một giò này thì chơi hoa nó thơm ngát hết rồi. Đây các bác một giỏ môi tua các bác nhá, một giỏ môi tua 150.000 đồng môi tua các bác nhá. Các bác nào chốt môi tua các bác ấy, bảo là môi tua 150 được. Tiếp theo đây các bác một giỏ chuỗi ngọc này. Chuỗi ngọc thì hoa nó quá đẹp các bạn. Chuỗi ngọc mã số 9 180.000 đồng. Mã số 9 180.000 đồng chuỗi ngọc. Tiếp theo đây các bác một giỏ trầm cổ mã số 37 250.000 đồng trầm cổ. Mã số 37 250.000 đồng. Giỏ này trục thân các bác nhá. Vâng, và giỏ lan vừa rồi đã kết thúc video ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn theo dõi video.